Với sự tận tâm và tâm huyết với nghề, Sơn Tùng Auto chắc chắn là đối tác và là người bạn đồng hành cùng Auto 365 Thái Bình. Chúng tôi cam kết luôn đồng hành cùng nhau và mang lại quyền lợi cho khách hàng. Tôi rất tin tưởng vào sự hợp tác của ngày hôm nay đã giúp cho Sơn Tùng Auto tiếp cận thêm một nguồn hàng uy tín để cung cấp cho anh em chơi xe tại thành phố Thái Bình. Cũng như cảm ơn và đặc biệt cùng cảm ơn đồng hành và giúp cho Sơn Tùng Auto sẽ một bước phá mới trong thời gian tới. Xin cảm ơn. Sau buổi ký kết ngày hôm nay, Sơn Tùng Auto chính thức trở thành đại lý chính hãng của Gotech tại thị trường Thái Bình. Sơn Tùng Auto sẽ mang chất lượng và dịch vụ của sản phẩm Gotech đến tay người tiêu dùng. Một lần nữa, thay mặt Gotech, chúc mừng cho Auto 365 Thái Bình và Sơn Tùng Auto sau buổi ký kết ngày hôm nay.